một bạn thì thắc mắc rằng là bạn ấy đang sử dụng Corel 12 và bạn ấy xem một cái bài có hướng dẫn là sử dụng cái tính năng Trace Bitmap để có thể là biến một cái ảnh bitmap thành vector. Thế thì bạn ấy đang sử dụng cái Corel 12 và bạn ấy thắc mắc rằng là bạn ấy không thể sử dụng được cái tính năng hoặc là không có cái tính năng Trace Bitmap đấy. Thế thì muốn vẫn sử dụng Corel 12 mà lại dùng được cái tính năng đó thì phải làm như thế nào hoặc là tìm ở đâu? Thế thì tôi xin trả lời cái câu hỏi đó như sau. Thế đây, ví dụ như là chúng ta có một cái ảnh như thế này, chúng ta chọn một cái ảnh bitmap và bây giờ chúng ta muốn là sử dụng cái tính năng Trace. Thì khi các bạn chọn một cái ảnh như thế này thì các bạn nhìn lên trên thanh property thì các bạn sẽ nhìn thấy là có một vài cái nút lệnh là nó bị mờ đi. Trong đó thì các bạn nhìn thấy rõ ràng là có nút Trace Bitmap, nhưng mà khi chúng ta chọn vào thì nó không rõ lên, nó vẫn bị mờ. Có nghĩa là tính năng này thì không sử dụng được. Thực ra thì ở phiên bản Corel 12 thì cái tính năng Trace đã bắt đầu có rồi, nhưng nó không được tích hợp hẳn vào thành một cái bộ như là ở các phiên bản về sau này, mà nó thành ra một cái phần mềm riêng. Ở trong đó ví dụ như bộ 12 ngày xưa thì rất là lâu rồi, thì tôi vẫn nhớ rằng là nó có cái Corel Draw này, Corel Photo Paint này, thì cái đấy thì không bàn. Nhưng mà nó có thêm là Corel Trace, rồi Corel Ray, rồi là để làm những cái ảnh động vân vân. Thế thì nhờ nó được phân ra thành những cái phần mềm riêng. Và nếu như bạn muốn là sử dụng những cái tính năng như thế thì bạn phải cài đặt đầy đủ tất cả các cái phần mềm. Hiện tại cái tình trạng mà bạn không dùng được cái tính năng Trace do bạn chỉ có cài đặt riêng cái Corel Draw thôi. Vậy thì chúng ta sẽ hướng dẫn nhau là cái cách làm sao để chúng ta có thể là cài đặt được và sử dụng được cái tính năng đó. Trước hết là bây giờ chúng ta sẽ đóng cái này lại đã nhé. Chúng ta đóng cái tài liệu này lại, coi như là không sử dụng cái này. Bây giờ chúng ta mở cái bộ cài Corel Draw ra và chúng ta bấm vào cái tính năng Setup. Chúng ta cài đặt lại. Đấy, mặc dù đã cài rồi nhưng bây giờ chúng ta cài lại và chúng ta bổ sung thêm những cái phần mà vẫn còn chưa có nhé. Đây, nó chuẩn bị một chút trước khi mà tiến hành cài đặt. Chúng ta chờ một chút. Ok, sau khi mà cái sự chuẩn bị đã xong thì nó hiện ra một cái bảng. Cái này nó hỏi chúng ta là muốn cái gì. Thì ở đây là chúng ta sẽ có ba cái tùy chọn. Một là Modify, tức là chúng ta thêm bớt các thứ. Đấy, thường là chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng để thêm bớt các tính năng trong cái bộ cài. Đấy, Repair là để sửa lại lỗi nếu như trong trường hợp mà cái Corel của chúng ta nó bị lỗi và chúng ta không muốn cài lại thì chúng ta có thể sử dụng tính năng Repair để nó sẽ chỉnh sửa lại những cái lỗi của cái phiên bản đã cài của chúng ta. Thế còn Remove là để chúng ta bóc tách. Hiện tại thì chúng ta để trong cái trường hợp này là Modify và chúng ta chọn Next. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ là cái bộ Corel Draw Graphics Suite 12 này thì hiện tại là chúng ta cài có mỗi cái này thôi, cài cái Corel này. Đấy, Photo Paint chúng ta cũng không cài, Corel Rave cũng không cài và Corel Trace, Corel Capture đều không cài cả. Vậy bây giờ các bạn muốn mà sử dụng cái tính năng Corel Trace thì bây giờ chúng ta sẽ phải bấm vào đây. Chúng ta bật nó lên nhá, chúng ta bật nó lên. Thì khi nào mà nó không còn cái gạch chéo này thì có nghĩa là nó sẽ được cài đặt thêm. Đấy, và bây giờ thì chúng ta chọn cái tính năng là chọn nút lệnh là Install. Và chờ đợi nó cài thêm cái bộ đó. Sau khi cài đặt xong, nếu như mà hoàn hảo thì chúng ta bật lại Corel thì chúng ta sẽ thấy cái nút lệnh Trace Bitmap nó sẽ được bật sáng lên. Và lúc đó thì chúng ta mới có thể là sử dụng được cái tính năng là Corel Trace ở trong này. Chúng ta cùng nhau chờ một chút. Rồi, ok, finish. Như vậy là cái thao tác mà cài đặt thêm cái phần Corel Trace đã xong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bật cái phần này lên. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy là cái Corel Trace nó đã xuất hiện ở đây rồi. Bây giờ chúng ta quay trở lại với lại Corel Draw. Xem là nó đã lên cái tính năng đó chưa nhé. Đây, chúng ta bật lại cái Corel Draw. Ok, tạo một tài liệu mới.
Rồi, bây giờ chúng ta import một cái ảnh vào. Chúng ta lấy một cái logo đi. Đây, lấy như cái vừa nãy. Logo Apple. Nhấp import. Sau đó thì chúng ta nhấp chuột, chúng ta kéo nó định vị nó vào đây. Thì các bạn nhìn thấy là cái logo có đây rồi. Và lúc này thì chúng ta xem này. Cái nút lệnh Trace Bitmap nó đã được active lên và nó đã đậm lên như thế này rồi. Bây giờ chúng ta bấm vào đây để chúng ta gọi cái tính năng Trace ra. Thế lúc này nó sẽ khởi động cái phần mềm Corel Trace và nó mở ra cho chúng ta một cái cửa sổ khác nhé. Chứ không phải là nó tích hợp sẵn ngay trong Corel như các phiên bản sau đâu. Các phiên bản sau là nó đã tích hợp hẳn vào trong cái cửa sổ Corel rồi. Nó như là một tiện ích kèm theo của Corel. Còn ở đây là nó như là hai phần mềm ngang hàng với nhau. Corel Trace như là một cái phần mềm ngang hàng với Corel. Và khi mà chúng ta sử dụng tính năng thì nó sẽ trỏ tới phần nó kích hoạt cái phần mềm Trace lên. Đây, bây giờ chúng ta thu nhỏ nó lại để cho dễ nhìn nhé. Đấy. Đây, chúng ta vào đây. Và cái phần Trace này, đấy thì các bạn sẽ có những cái tùy chọn như các bạn đang nhìn thấy đây nhé. Center line này, outline này. Đấy. Thì chúng ta sẽ hoặc là by outline hoặc là advanced outline. Chúng ta sẽ chọn một cái tính năng như thế. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó phân tích và nó vẽ lại bên này. Đấy, và sau khi mà chúng ta xử lý xong thế này thì chúng ta sẽ save lưu cái tính năng này lại nhé. Đấy, và nó sẽ xuất ra cho chúng ta thành một cái dạng là Corel Presentation Exchange. Đấy, một dạng tài liệu của Corel. Ví dụ bây giờ chúng ta ra desktop đi cho nó dễ tìm nhé. Bây giờ chúng ta đặt logo tạo chẳng hạn. Rồi, save. Và nếu mà xong rồi thì các bạn có thể là đóng cái cửa sổ này lại, đóng luôn phần mềm. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ import nó vào. Ra desktop này và chúng ta tìm cái phần logo tạo. Đâu nhỉ? Đây, logo táo CMX. Đây thì chúng ta chọn cái này, import vào. Đấy thì chúng ta sẽ có cái phần như thế này. Và bây giờ các bạn chỉ việc là đơn giản là các bạn là ungroup ra, các bạn là xóa bỏ cái nền đi không mong muốn. Thực ra nếu không thì các bạn có thể nhấn giữ control nhé. Nhấn giữ control click vào cái nền này, đấy, các bạn sẽ chọn là riêng cái nền. Xóa đi. Và đây, kết quả thì các bạn đã nhìn thấy. Như vậy là tôi vừa mới hoàn thiện cái hướng dẫn để cho các bạn có thể là sử dụng cái tính năng Trace Bitmap ở trong phiên bản Corel 12. Nếu như các bạn không thấy nó thì các bạn có thể là áp dụng theo cái hướng dẫn của tôi để có thể là sử dụng được tính năng này. Thực ra thì ngay khi các bạn mà cài đặt, mà các bạn chọn cái cài đặt kiểu typical, tức là nó theo mặc định ấy, thì nó sẽ cài đầy đủ luôn cho các bạn ngay từ đầu. Đấy, tại vì là chúng ta là chọn theo kiểu gọi là tùy biến. Chúng ta tắt bỏ những cái gì mà chúng ta không mong muốn đi. Chúng ta cài riêng Corel cho nên nó bị thiếu cái tính năng này thôi. Và hy vọng rằng là cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn đã đưa lên câu hỏi. Và các bạn sau này mà cũng vướng cái vấn đề như thế này thì sẽ biết cách khắc phục